Chỗ này thấy là làm nhà mấy gì giàu em đi làm ăn đi. Cấp như có cái chùa máu gì chỗ này nhiều máu này để xuống chỗ này máu nhiều mụn bé đi máu. Cái thứ mà nó nặng nhiều quá, bên kia chị Ly á, thấy nặng đẹp lắm. Thật, chị Ly nặng đẹp lắm. Nặng đẹp lắm, bỏ mụn đẹp lắm. Có nhìn cách nặng nhẹ nhàng thì... Ly nặng lâu rồi. Mấy năm rồi. Không biết rồi nhưng mà tưởng nặng lâu rồi thời gian. Quay mấy năm rồi. Rành rồi. Người cái ngốc, nói chung là với Ly nó quay nhìn đẹp. Đó là hồi trước Ly chị Hà với Ly chị Lo nè. Đó, Hậu mới đây. Ê, Ly Hà Lo. Nguyễn quay bỏ cục một nhìn đẹp lắm. Chị Hà nặng cũng đẹp vậy. Nhớ cái ngón tay Ly nữa bỏ đẹp hơn. Thế Ly bỏ mụn đẹp. Với kiểu nó gọn lắm. Người lắm. Đẹp. Nhiều cái hay vậy. Người đẹp làm gì thấy cũng đẹp à. Cắt mấy cái cục mụn nó dễ sợ thì cái to dễ sợ hết khách rồi mà đúng không? Hết rồi mới xuống đợi ai bị mình xuống dưới ai có 1 cm thì chung mắt kìa được rồi. Quay mấy ai đó phúc à chị không
iPhone 11 quay đẹp này. Ừ. Mua iPhone 11 mà quay chứ. 11 là quay đẹp nhất mà. Mắt của em được đâu, độ phân giải không cao bạn. Lên iPhone cao quay không được luôn thì. Đây rồi chứ. Nghe qua giùm chị ơi. Trá là nhiều mà máu thì sao mấy phút rồi. Thank you.